có một số khía cạnh đạo đức á mình sẽ không có đi qua. Ví dụ như mình copy, nhưng mà mình sẽ chỉ dừng lại ở cái việc là mình học thôi. Mình đừng có đem cái sản phẩm copy của mình đi show ra ngoài để cho người này thấy là ok, cái này tôi làm, cái kia tôi làm. Tại cái đó nó anh nghĩ là nó vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức, thì mình không nên đi qua cái ranh giới đó. Mình nên có một cái ranh giới nhất định, đâu là copy, đâu là học hỏi và đâu là làm việc. Đó, cái đó là cái mà anh rất là đau đầu khi mà phải nói với bạn là ok, cái mà em đang làm nó là copy chứ nó không phải là sáng tạo. Đấy, thì rồi còn về cái việc mà follow idol thì em nghĩ là ai cũng cần có một cái idol, nó giống như một ngọn hải đăng vậy đó, để mình biết là ok, mình đang đi về nơi có ánh sáng chứ mình không có đi ra biển sâu, kiểu vậy. Thì có một cái câu của một người designer nổi tiếng, cái ông này tới khoảng 50-60 tuổi thì mới bắt đầu nổi tiếng, và là ông này là cha đẻ của Iba đấy, Iba Adidas, là Shoji Yamamoto, là một người designer. Thì ông này cũng có một cái câu rất đơn giản thôi: copy and then create, nghĩa là ở cái cuối cùng của copy sẽ là sự sáng tạo, là sẽ là một cái sự tạo mới. Thì cái việc mình copy nó giống như kiểu, nếu mà theo giải thích theo kiểu máy tính đó là input, mình input thiệt là nhiều vào, và sau đó mình có thể output ra, và sau nhiều lần mình output ra sẽ có một lúc nào đó những cái output của mình đó nó chạm vào một điểm, nó đi theo cùng một đường, thì khi đó mình tạo ra được cái style của mình. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh podcast của DS, và mình là Hoa, rất vui khi được đồng hành cùng mọi người ở series Career Conversation. Thì trong quá trình học của một graphic design, các bạn sẽ trải qua rất là nhiều cái giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên là xuất phát điểm của mọi người sẽ không giống nhau. Có các bạn, một số bạn khi mà bước vào cái lĩnh vực thiết kế đồ họa, các bạn từng là một người làm việc trái ngành, có kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp đâu đó tầm 5 đến 10 năm. Hoặc là các bạn sẽ là những người có cái background là sinh viên ở một cái trường đại học chuyên về thiết kế đồ họa. Nhưng mà xong thì các bạn cũng sẽ phải bước vào cái môi trường làm việc chuyên nghiệp, và ở cái môi trường làm việc đó các bạn sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi kinh nghiệm của mình nữa. Nhưng mà sẽ không có quá nhiều cái talk show, những cái buổi workshop hay là hội thảo hay một cái khóa học nào có thể hướng dẫn các bạn về việc là các bạn có thể có một cái công thức để giúp các bạn thành công hay là đi đến một cái vị trí cao nhất mà một người graphic designer có thể đạt được. Mà cái một trong những, mình có thể tạm gọi là nhiệm vụ của một cái trung tâm đào tạo về thiết kế đồ họa, đó là giúp các bạn trang bị một cái nền tảng vững chắc để các bạn có thể có những cái bước đi tự tin và vững vàng nhất ở những cái vị trí sơ khởi như là một junior graphic designer. Thì trong cái tập podcast ngày hôm nay thì DS cùng một designer có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, đó là anh Xuân Hưng, sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lưu ý mà một designer, một bạn mới khi bước vào lĩnh vực thiết kế nên ghi nhớ về cái quá trình các bạn học tập và cũng như cái quá trình các bạn bước vào cái môi trường làm việc chuyên nghiệp. Chào anh Xuân Hưng. Hello mọi người, chào mừng mọi người tới với podcast DS. Nếu mà các bạn đã xem podcast của DS từ những cái ngày đầu thì các bạn có lẽ sẽ không có xa lạ gì với anh Hưng nữa. Thì anh Hưng là một cái giảng viên rất là kỳ cựu đã đồng hành cùng với tụi mình rất lâu từ những ngày đầu thành lập. Vì vậy là để hôm nay để mang đến cho các bạn một cái vibe hơi mới mẻ một xíu, thì Hoa có mang đến một số những cái vật dụng mà mong là nó sẽ gợi cho anh về cái hành trình mà anh trở thành một cái graphic designer. Thì không biết là khi mà nhìn thấy một số quyển sách dành cho nhà thiết kế, dành cho người làm sáng tạo, và một cái quyển sách làm cho người học kế toán, cũng giống như là những cái sticky note và những cái bút vẽ trên bàn á, thì nó có khiến anh nhớ về cái trải nghiệm khi mà anh làm một nhà thiết kế hay không? Đầu tiên ha, là khi mà anh nhìn vào cuốn Still an Artist, nó nhớ tới những cái thời kỳ đầu á, lúc mà anh được các bạn bè giới thiệu mình đọc cuốn này. Thì hồi xưa cái người giới thiệu anh đọc cuốn này đầu tiên chắc là Huy Tạ. Dạ chắc là Huy Tạ. Thì Huy có giới thiệu anh đọc cuốn này. Hồi xưa thì anh cũng khá là sợ, không biết mình đọc được tiếng Anh không. Tại hồi xưa theo anh biết thì bây giờ cái cuốn này hình như là nó có tiếng Việt rồi thì phải. Nhưng mà hồi xưa thì nó không có tiếng Việt, anh phải đọc tiếng Anh. Và hồi xưa kỹ năng tiếng Anh của anh nó cũng không được tốt lắm. Tuy nhiên là anh cố gắng đọc thì anh thấy là cuốn sách này chắc là cuốn sách tiếng Anh dễ nhất mà anh từng đọc. Và nó thật sự là rất dễ đọc và nó dễ hiểu. Còn nếu mà nhìn vào kế toán hay nhìn vào mấy cái con số thì chắc là với anh nó sẽ hơi bị ám ảnh chút xíu. Tại hồi xưa anh cái background của anh, cái base là anh đi học tài chính ngân hàng. Nhưng mà hồi xưa thì cái việc mà anh học tài chính ngân hàng nó không hẳn là bởi vì cái hiểu biết của anh về cái ngành lúc đó nữa. Nó xuất phát từ việc mà
Ở đây chắc mọi người thì không biết là các bạn trẻ có hồi trước có các bạn có xem những cái phim TVB này nọ kia không? Anh là một fan của phim TVB. Anh có coi nha, hồi nhỏ coi rất nhiều. Thì anh rất là thích mấy cái người làm mấy công việc kiểu ngầu tài chính này nọ kia, giống như là mấy cái sếp này nọ kia đấy. Đi tới đi lui á, thì anh nghĩ là ok, mình thích có một cái hình tượng giống vậy. Hồi như hồi hồi bởi vì hồi trước anh học á, anh cũng không có điều kiện để anh đi research nhiều, anh đi tìm hiểu nhiều. Google hồi đó cũng chưa có phát triển bây giờ để mà đi search, với lại cái kỹ năng research hồi đó Google của anh nó cũng khá là hạn chế đấy. Anh đi theo học tài chính ngân hàng một thời gian thì anh cảm thấy là mình không có hợp với cái ngành này. Anh đặc biệt anh rất thích khi mà học tới những cái môn như tâm lý học này nọ kia, anh rất là thích luôn. Tuy nhiên là mỗi lần mà đụng tới toán á, là gần như kiểu anh oh my god, anh vẫn có thể làm được ha, nhưng mà anh ghét lắm kiểu vậy đấy. Cơ duyên là anh đi học design, anh chuyển sang đi học design, anh luyện thi đại học và anh đi học design. Thì anh nhớ như in là cái buổi đầu tiên khi mà anh nhận được cái đề bài thầy của anh lúc đó là một người photographer. Thì cái môn đầu tiên học là môn photographer, thì photography, thì người thầy đó đưa cho một cái đề bài là hãy phân tích ý nghĩa của tấm hình này. Kiểu anh lúc đó là wow, đây là mấy cái mà mình muốn học. Wow, đây là chưa bao giờ có ai hỏi mình là nên phân tích tấm hình này tấm hình kia. Thì lúc đó anh gần như là kiểu anh cái này nó cho mình cái cảm giác gì đó khác. Rồi anh làm cái bài phân tích đó, anh làm rất là tâm huyết. Bây giờ anh nhìn lại cái bài tôi phân tích đó thì chắc nó rất buồn cười, nhưng mà cái thời điểm đó anh rất là thích cái đó. Thì trải qua quá trình đó thì cho tới bây giờ ngót nghét thì cũng gần chục năm. Nó là một con đường anh nghĩ là nó khá là dài, nếu như anh sống được tới 70 tuổi thì nó khá là dài đấy. Thì đó là cái trải nghiệm của anh khi mà anh chuyển. Nó giống như anh làm vị trí của một người chuyển ngành đúng không? Thì anh sẽ chuyển từ cái việc học tài chính ngân hàng của anh. Khi mà anh tìm được một cái người thầy phù hợp thì anh có niềm đam mê đối với lĩnh vực thiết kế đồ họa. Thì có rất nhiều bạn học thiết kế đồ họa có background là người chuyển ngành, thì các bạn sẽ lựa chọn rất là nhiều cái phương pháp học tập khác nhau. Một số bạn thì chọn học lại từ đầu đến những cái trường đại học để được học tập. Một số bạn thì sẽ lựa chọn học tại trung tâm. Và không ít các bạn chuyển ngành sẽ lựa chọn cái phương pháp tự học. Thì cái trong cái giai đoạn đầu mà khi các bạn học về thiết kế thì em nghĩ nó cũng sẽ có những cái lưu ý nhất định. Thì đối với một người đã có trải nghiệm học tập rất là nhiều năm giống anh á, thì anh có những cái lời khuyên hay là những cái ghi nhớ gì cho các bạn trong cái quá trình các bạn tự trau dồi kiến thức của mình hay không? Theo anh thì để mà bắt đầu ngành thiết kế đồ họa hay bất kỳ một ngành nào á, hãy nên có một cái lộ trình học. Nên có một cái lộ trình học cụ thể. Anh nhớ được một trong những cái pain point mà sau này anh mới nhận ra khi mà tự học á, đó chính là mình không biết mình đang đi về đâu. Tức là em rất dễ có thể là em bắt chước theo người này, theo người kia trên YouTube hay bất kỳ một cái nền tảng nào để em làm ra cái thứ tương tự mà người đó vừa dạy em. Tuy nhiên nó về chặng đường sau này á, nó sẽ rất khó để cho em có thể phát triển. Anh nói như vậy là bởi vì anh là một cái người đi học và anh cũng là một người tự học. Anh hiểu được cái sự khó khăn của tự học, đó chính là mình có thể rất có thể dễ dàng mình làm được cái này, mình làm được cái kia dựa vào việc tự học. Tuy nhiên á, là mình sẽ bị thiếu đi cái nền tảng căn bản của cái môn mà mình đang học. Đấy, nên anh nghĩ là cái thứ nhất là cần có cái lộ trình. Và đây cũng là cái sự khác biệt giữa trường học và tự học. Ở trường học á, thì những cái người mà đã có kinh nghiệm, họ trải qua thời gian rồi, họ xây dựng lên cái giáo trình, cái lộ trình học dựa trên những cái kinh nghiệm của họ, giúp cho học viên có cái những cái bước đi từng bước đi lên. Còn ở môi trường bên ngoài, nếu mà tự học á, thì mình sẽ theo kiểu học rộng nhiều hơn là mình học sâu. Mình có thể biết cái này một chút, biết cái kia một chút, nhưng mà mình không có biết xuống sâu bên trong. Đấy, thì anh thấy đó là cái sự khác biệt. Và nó cũng dẫn tới những cái hạn chế sau này. Khi mà ví dụ như mình lên tới cái level mid level hay senior gì đấy, mình sau đó mình rất khó để mà lên trên nữa, bởi nếu mà mình không có nền tảng đấy, và mình sẽ bị kẹt ở khúc giữa. Đó là cái mà anh trải nghiệm được mà tự học. Trong quá trình học tập thì nó sẽ có rất là nhiều những cái luồng kiến thức khác nhau. Các bạn có thể được học về công cụ, các bạn có thể được học về tư duy, hoặc là về những cái kỹ năng mềm gì đó. Thì với một người mà graphic designer thì mà tự học á, thì anh nghĩ đâu là những cái phần mấy bạn nên lưu tâm nhất. Còn các bạn mà nếu mấy bạn học ở
trường thì đâu là những cái điểm mà các bạn nên nên chú ý, maybe là trong cách chọn một cái nơi mà các bạn có thể gửi gắm cái thời gian các bạn đào tạo á, thì nên chọn một nơi có cái giáo trình đào tạo như thế nào để có thể phù hợp với cái quá trình phát triển sau này của các bạn. Về cái hướng học tập á, thì anh nghĩ là giống như trước đó anh đã chia sẻ, anh nghĩ mấy bạn nên bắt đầu từ cái nền tảng. Anh lấy cái ví dụ như thế này, mấy bạn tưởng tượng đây là một ngôi nhà, thì giả sử mấy bạn mua cái mảnh đất có một cái nền móng có sẵn đi, mấy bạn có thể xây lên được ngôi nhà khoảng nhiêu đây. Thì tuy nhiên á, là sau đó nếu mà mấy bạn có nhu cầu mấy bạn nâng cấp lên một tầng, hai tầng, ba tầng thì có thể nó sẽ không được, bởi vì cái móng ở phía bên dưới nó sẽ không chịu được và nó có thể sẽ bị sập. Thì cái lời khuyên của anh khi mà các bạn đi học là các bạn nên học từ cái nền móng đầu tiên. Mình nên xây cái nền móng của mình thật chắc. Giả sử như anh xây được một cái nền móng có thể chịu được một cái nhà khoảng cỡ 5 tầng đi, thì hiện tại anh có xây cái ngôi nhà 3 tầng thì sau đó anh vẫn có thể anh lên tiếp tục được. Nhưng mà nếu như anh không có cái nền móng á, cái nền móng mình không vững chắc á, thì lúc mà đi lên nó có thể sẽ dễ bị sập. Thì lời khuyên đầu tiên khi mà các bạn đi học, đặc biệt là các bạn junior, đó là hãy xây những cái nền móng thật chắc. Và hãy kiếm một nơi để có thể giúp mấy bạn xây những cái nền móng đó thật là chắc chắn. Thì thường á, ở Việt Nam mình, bởi vì cái tính chất ở các nước châu Á của mình luôn á, là mọi thứ nó thay đổi rất nhanh và nó rất là dữ dội, cho nên á, là mình hay có xu hướng là mình đi học ở cái hướng là mình làm học công cụ. Có nghĩa là mình cứ học công cụ để mà mình có thể là làm được cái này, làm được cái kia trước, mà mình bỏ qua cái nền móng. Ừ, em có thể hiểu là vẫn là cái ví dụ ngôi nhà hồi nãy, học công cụ á, nó không phải là cái nền móng, nó chỉ là một cái phần nhỏ xíu ở đây thôi. Cái nền móng phía dưới á, đó là học về tư duy, học về mindset, học về bố cục, học về màu sắc, học về tất cả những cái thứ nền tảng đó, chính là học đó chính là học về những cái cơ bản nhất của design đấy. Mình cần phải hiểu được cái mình cần phải hiểu được cái nguồn gốc như vậy. Và nếu như mà mình hiểu được á, thì sau này cái việc mà mình làm nghề có 5 năm, 10 năm các thứ á, thì mình vẫn có thể phát triển được. Còn về những cái nơi mà anh nghĩ là có thể đào tạo các bạn được á, thì anh nghĩ là các bạn nên tập trung vào những cái trường mà có thể đào tạo các bạn về hướng tư duy, phát triển. Đương nhiên là vẫn phải đi kèm với công cụ ha. Vẫn phải đi kèm, bởi vì công cụ nó rất là quan trọng. Tuy nhiên là hãy kiếm một nơi tập trung vào tư duy nhiều hơn là chỉ là công cụ không. Bởi vì anh biết rất là nhiều nơi tập trung vào công cụ nó không xấu, nhưng mà về cơ bản nếu mà đi đường dài các bạn có thể sẽ bị đuối đấy. Và mấy bạn biết là công cụ nó sẽ thay đổi thường xuyên chứ nó không có cố định. Anh ví dụ như nếu mà em làm graphic design thì không phải chỉ có mỗi Photoshop để em có thể dùng để design. Em có thể sử dụng Affinity nè, Affinity Design các thứ nè. Tương tự như là hồi xưa bên UI UX, Adobe có phát triển một cái là Adobe XD. Nhưng mà sau này Adobe XD chết đi. Và hiện tại cái mà đang dẫn đầu thị trường là Figma. Đấy, rồi sau đó nó còn có Sketch các thứ nữa. Và cái cách làm việc của những cái công cụ đó thì nó thật ra nó rất là dễ học. Nếu mà mình hiểu được cái cơ bản thì nó rất dễ học. Đấy, nên là anh khuyên là mọi người tập trung vào tư duy nhiều hơn về công cụ. Công cụ nếu biết thì sẽ học rất nhanh. Giống như anh nói đó, là cái quan trọng là cái tư duy, cái cốt lõi. Mình phải nắm vững được những cái thứ liên quan đến bố cục màu sắc. Những cái tư duy như vậy, nền tảng như vậy thì mới có thể phát triển được trong ngành. Dù trong công cụ có thay đổi theo thời gian thì cái quan trọng nhất vẫn là những cái nền tảng mà mình được trang bị, thì điều đó nó giúp mình phát triển bền vững được trong cái lĩnh vực graphic design. Thì có rất là nhiều cái luồng thông tin ở trên mạng xã hội, trên internet mà họ có thể tìm hiểu được. Thì đối với anh á, thì trong cái giai đoạn anh tự học thì anh đã vượt qua cái giai đoạn mà bị nhiễu loạn thông tin như thế nào, và đến cái lúc mà anh tìm được một cái người mà có thể hướng dẫn cho anh á, thì nó có khó khăn nhiều không? Nhiễu loạn thông tin là cái rất kinh khủng. Rất kinh khủng, mà anh nghĩ là nó kinh khủng hơn với cả mấy bạn Gen Z và những bạn trẻ hơn sau này nữa. Hồi xưa á, để mà anh đọc được những cái tài liệu này nọ kia thì anh phải đọc blog. Anh lên mạng anh đọc blog này nọ kia. Anh xem blog thì thường mấy cái trang web blog thì cũng có nhiều trang uy tín có sự đánh giá nhất định. Tuy nhiên là bây giờ cái cách tiếp cận thông tin của mình á, kể cả anh, kể cả các bạn Gen Z và những người nhỏ hơn, là tiếp cận thông qua những cái short video, những video dạng ngắn á. Nhưng mà nó nằm ở chỗ là khi mà mọi người xem một cái video ngắn á, nó không có đầy đủ thông tin á, mọi người chỉ hiểu được cái vấn đề lúc đó thôi. Mọi người không có một cái nhìn tổng quát một cái bức tranh lớn.
Và như vậy mọi người sẽ rất dễ bị dính vào cái bias, có nghĩa là cái định kiến đó. Tức là mình thấy một cái thông tin như thế này, truyền thông hay là những cái kênh đưa cho mình một cái loại thông tin như thế này, và mình tin cái thông tin đó, nhưng mà mình không có đào sâu, mình nghiên cứu, mình không có nhìn tổng quát hơn. Mình không có hiểu được toàn bộ bối cảnh của vấn đề. Và từ đó mình có cái nhìn sai lệch tới cái thông tin mà mình vừa tiếp cận, cái loại kiến thức mà người ta đưa mình. Anh ví dụ giống như bây giờ, anh nói về cái việc mà mình học thiết kế đi. Anh nói cho em cái kiến thức A. Tuy nhiên sau đó anh có thể nói với em là cái kiến thức A này á, nó có thể thay đổi trong 2 năm nữa. Nhưng mà cái short video đó bằng cách nào, mình cắt mất cái chữ đó. Xong rồi mấy bạn tin tuyệt đối vào cái loại kiến thức đó. Và sau đó 2 năm sau mấy bạn nhìn vào mấy bạn thấy, ủa sao cái người này nói nó bị sai, nó cũng đúng. Tại vì đâu nhất thiết là cái video của anh nó vừa post lên thì mấy bạn xem liền rồi đúng không? Có thể là 2 năm sau mấy bạn mới xem. Thì lúc này mấy bạn lại thấy là cái kiến thức này nó sai hẳn so với cả cái anh nói. Đấy thì anh nghĩ là cái nhiễu loạn thông tin là cái rất kinh khủng ở trong thời điểm hiện tại. Nên anh nghĩ là để mà cái thông tin của mình nó được tốt á, và nó cũng không chắc chắn là nó tuyệt đối nữa, thì mỗi người trong chúng ta cần có cái kỹ năng tư duy phản biện, tiếng Anh mình gọi là critical thinking đó. Yeah. Thì để mà rèn luyện được cái kỹ năng tư duy phản biện á, mấy bạn phải ở trong một cái môi trường mà nó cho phép mấy bạn làm điều đó. Tại vì rất khó để tự học mà làm điều đó. Nó giống như kiểu em không thể nào em nói chuyện với cái gương và em cãi nhau với cái gương được kiểu vậy. Tuy nhiên là ở trong một cái môi trường mà mọi người khuyến khích cái sự đóng góp, khuyến khích cái sự tranh cãi, khuyến khích cái sự vươn lên, thì mình hoàn toàn có thể làm được điều đó. Và theo anh thì anh nghĩ mình chỉ có thể làm được điều đó ở trường thôi. Ở trường thôi. Khi mà mình có một cái người mentor đó sẽ đóng vai là một cái người guide, một cái người định hướng cho mình. Để cho mình biết là dù mình có tranh cãi như thế nào, mình vẫn đang đi theo cái con đường đó, mình đi theo cái hướng đó, thì cái tranh cãi của mình nó sẽ không đi quá xa, nó sẽ không biến thành tranh cãi cá nhân, hay là nó sẽ không kiểu bị gọi là bị personalized quá, kiểu mình từ cái việc tranh cãi mình trở nên ghét nhau á. Đấy, nó không bị biến thành cái đó, nó không bị biến xấu đi. Và mình sẽ tranh cãi xoay quanh cái chủ đề mà mình vừa mới học. Thì như vậy á, mình học được, bạn trong lớp mình học được, những người khác học được. Đấy, và mỗi người sẽ có mỗi cái, anh gọi cái này là cái khả năng relearn. Có nghĩa là ví dụ như anh dạy em cái A đi chẳng hạn, anh dạy em cái A. Sau đó em về em tranh cãi và em nói chuyện với các bạn, thì bắt đầu em tìm được ra nhiều cái khía cạnh hơn của cái A vừa mới dạy. Nó có thể là A1, A2, A3. Từ đó em kiểu, tôi không chỉ học được cái A, tôi có học được cái A1, A2, A3. Nhưng mà cái tôi học được đó, nó không phải là kiểu của thầy tôi dạy nữa. Cái thầy tôi dạy là cái basic, cái nền tảng thôi. Tôi học được từ bạn của tôi. Từ đó tôi có cái nhìn rộng hơn và sâu hơn về cái mà mình vừa mới học. Đó. Thì tư duy phản biện là một trong những cái mà anh nghĩ là nó cần thiết trong thời đại này. Để mà mình có thể chắt lọc thông tin, mình có cái chính kiến của mình, cái chính kiến của mình. Và như anh nói, nó chỉ có thể học được thông qua trong môi trường, một cái môi trường cộng đồng thôi. Nó không nhất thiết là trường lớp, nó có thể là một cái cộng đồng nhất định cũng được. Đấy, nhưng mà cái anh nghĩ tới dễ dàng nhất đó là trường lớp. Kể cả mình học ở trường lớp hay là ở một trung tâm á, nó không đủ. Nó phải là một trung tâm hay một trường lớp tạo điều kiện để cho mình thực hiện những cái điều đó. Thì nó mới đủ. Anh biết được là có nhiều nơi họ cũng mở ra và họ cũng dạy cái giáo án như vậy, nhưng không tạo điều kiện cho học sinh có cái không gian để mà làm những điều đó. Vậy có thể tóm gọn cái ý của anh lại là mình nên có sự kết nối với những người có cùng đam mê trong lĩnh vực graphic design với mình, hoặc là ít nhất mình có một cái người đã đi trước trong khi mà họ làm thiết kế đồ họa có kinh nghiệm. Cái lúc mà mình trao đổi với họ thì mình sẽ có được thêm một cái kỹ năng về tư duy phản biện và mình có thể học tập lẫn nhau. Đó là như vậy. Thì có thể đó là những cái lưu ý mà các bạn cần có trong cái quá trình các bạn học ở trường lớp hoặc là các bạn tự học. Nhưng mà khi mà các bạn đã ra trường rồi, thì khi mà tầm 1 tới 2 năm á, thì các bạn vẫn phải tiếp tục học tập và xây dựng cái kinh nghiệm của mình. Thì là một người đã trải qua có kinh nghiệm trong cái giai đoạn đó, thì anh có lưu ý gì đối với các bạn trong cái quá trình đó? Còn về cái bối cảnh mà phát triển theo hướng sau này lúc mà mấy bạn ra đó, thì nó sẽ có những cái cột mốc nhất định. Cái cột mốc thông thường đương nhiên là nó sẽ thay đổi, nó tùy mỗi người. Đó chính là 1 năm tới 3 năm, đó là junior.
3 năm trở đi thì nó có thể là mid level hay senior gì đấy, kiểu vậy. Thì tùy mỗi bạn mới có thể là mình sẽ sau này cái chức danh của mình nó sẽ thay đổi. Đấy, thì anh nghĩ là sau này mấy bạn, lúc mà mấy bạn ra ngoài á, thì ngoài cái việc mà mình học ở trong trường ra thì mình nên cũng nên có một cái anh gọi là một cái networking nhất định với những cái bạn mà mình đã học. Những bạn bè của anh ngày xưa cũng đã từng là junior, cũng là những người đi học như anh. Bây giờ thì họ cũng đã là những người, ví dụ giống như là art director hay là startup hay là thế này thế kia, họ làm. Và sau đó thì anh có một cái job hay anh có một cái công việc gì đó, anh liên lạc với mọi người, anh cần sự giúp đỡ của người này, anh cần sự giúp đỡ của người kia, mọi người đưa tay ra để mà giúp mình. Thì anh nghĩ là cái đó là cái rất quan trọng. Nếu mà mình chỉ solo một mình thôi á, khá là khó. Ở trong 1 hoặc 2 năm đầu em có thể sẽ ok, em có thể sẽ ổn với cái điều đó. Tuy nhiên là vào một cái thời gian sau á, nó sẽ hơi khó khăn cho em trong cái việc mà em phát triển, bởi vì mình không có networking. Mình không có networking thì mình khó mà mình làm được nhiều việc lắm. Anh ví dụ như một cái dự án của anh làm á, thường á, nếu mà từ đầu tới cuối á, thì em sẽ, nếu mà em làm graphic design, làm branding designer, em sẽ xây dựng branding. Sau cái branding á, em có thể cần có một cái website để mà người ta có thể tìm kiếm thông tin hay là giới thiệu bản thân gì đấy. Thì mấy cái đó nó đi chung với nhau. Nếu mà bản thân anh là một cái web designer, anh không có tiếp xúc với những bạn làm branding, anh không có cái mối liên hệ nào về branding hết, thì làm sao anh có thể giúp khách hàng build branding? Về cơ bản anh vẫn có những kiến thức đó, nhưng mà anh sẽ không bằng những cái bạn làm brand, chuyên làm brand. Và cũng ngược lại, các bạn làm brand sẽ lại bị yếu cái phần web. Và đó là một cái việc mà mình sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tương tự như những bạn làm brand cũng cần những bạn copywriter để mà viết ra thông điệp của brand, kiểu vậy. Chứ mấy bạn không thể nào tôi làm design xong giờ tôi phải viết thông điệp. Đương nhiên là vẫn có thể làm được, nhưng nó sẽ không bằng, kiểu vậy. Thì mình cần có cái networking. Thì một trong những cái lời khuyên cho các bạn mới ra trường á, đó là hãy cố gắng networking thật nhiều. Cố gắng networking với và cố gắng giữ những cái mối liên hệ với những cái người mà mình đã học chung, đã làm chung, bởi vì mấy bạn sẽ không biết là sau này cái người đó phát triển như thế nào đâu. Cho nên hãy giữ cái networking nó thật tốt, và cũng nên có một cái sự chủ động nhất định trong cái việc là network, thì nó sẽ tốt hơn cho mấy bạn mới ra trường. Và nếu anh nghĩ là tới cái level mid level hay senior, tới lúc đó thì anh nghĩ lúc đó mấy bạn mới quan trọng networking á, thì lúc đó nó lại hơi trễ, hơi muộn. Tại vì lúc đó cái việc mà mình network với nhau á, nó sẽ thuần túy là công việc á, có thể là nó sẽ không có vui, hoặc là nó sẽ không có những cái trải nghiệm bằng cái thời mà mình còn trẻ, lúc mà mình mới ra trường, mình lăn lộn đi làm. Cũng maybe đó cũng là cái skill mấy bạn nên có lúc các bạn còn đi học luôn á. Tại lúc các bạn đi học thì mấy bạn mới có cơ hội tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa với mình nhiều. Đúng rồi. Đi làm có thể sẽ ít thời gian một chút. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó là một phần của cái việc mà khi mà mình thực hiện những cái cuộc debate á, mình tranh luận với nhau á, thì mình cũng hiểu được cái năng lực của người kia thế nào á. Sau này á, mình cũng sẽ hiểu được là ok, cái người này chắc có thể họ sẽ đi xa hay là đi ngắn. Là một trong những cái mình sẽ quan sát thấy được lúc mà mình làm những điều đó. Lúc mình đi học là ngoài việc mình học sâu về nền tảng, học biết công về công cụ, đúng rồi, học về tư duy, học cách phản biện, mình còn phải biết cách tạo mối quan hệ với bạn bè xung quanh, và có thể là thầy cô, giảng viên của mình nữa. Thì như vậy thì mình có thể phát triển lâu trong nghề, vì đôi lúc đó, khi mà trong cái hành trình để phát triển, mình sẽ cần có cái thế mạnh của một người nào đó để xây dựng được một cái project nó hoàn thiện nhất. Thì lúc đó là chính những cái network khi mình còn đi học nó sẽ giúp đỡ mình. Anh đã làm việc với rất là nhiều cái đối tác khác nhau, thì em nghĩ là sẽ có làm việc với rất là nhiều đối tác khác nhau. Thì trong cái giai đoạn các bạn còn đi học đó, thì các bạn lại không có nhiều cái cơ hội va vấp với nhiều khách hàng như vậy để chuẩn bị một cái hành trang tốt khi các bạn ra trường. Thì anh có lời khuyên nào cho các bạn trong cái việc mà các bạn xây dựng project, hay là có thể là các bạn không có nhận được một cái project thực tế mà cái người giao đề cho các bạn á, thì sẽ là cái người trong ngành. Thì anh có cái lời khuyên này cho các bạn cho việc tự tìm kiếm cơ hội va chạm của mình không? Lời khuyên của anh dành cho các bạn đó chính là hãy chủ động lăn xả nhiều hơn. Anh biết là ban đầu khi mà mấy bạn mới bắt đầu á, thì cái việc mà mình có rất là nhiều năng lượng, mình rất là tràn trề năng lượng luôn, nhưng mà mình không biết là ok, mình tìm kiếm cơ hội này ở đâu á, thì hãy mạnh dạn hỏi. Mình hỏi bạn bè của mình hỏi mentor của mình,
mình hỏi những người đó là liệu có một cái cơ hội nào đó cho mình. Đừng, mọi người đừng có nghĩ là ok mình không dám, mọi người đừng có nghĩ là ok mình có cái này đặc biệt, cái kia đặc biệt. Mọi người đừng có nghĩ vậy. Mọi người hãy đặt bản thân mình thấp xuống một chút xí và thử hỏi xem là liệu ở ngoài kia có những cái cơ hội nào đó dành cho tôi hay không. Bây giờ tôi muốn kiếm thêm kinh nghiệm, tôi muốn kể cả làm free cũng được, tôi muốn kiếm thêm kinh nghiệm. Hãy cho tôi cái cơ hội đó, tôi sẽ cố gắng hết sức. Có thể là cái mức mà tôi đạt nó sẽ không có được giống như kỳ vọng, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức, bởi vì thật ra người ta cũng đâu có mức gì. Nhưng mà mình lại có cơ hội mình va chạm thực tế. Và đây cũng là một trong những cái mà anh khuyên các bạn là nếu mà ban đầu mình không chắc chắn về thực lực của mình á, hãy đi làm intern. Làm intern á, thì cái lương của intern á, nó gần như là, thậm chí có thể nói chắc mọi người bị lỗ luôn á. Nếu mà xét về mặt tài chính nha, nếu mà mình làm intern không lương thì mình sẽ tốn tiền xăng xe, mình sẽ tốn tiền ăn uống tới công ty các thứ. Còn nếu mà công ty nào hỗ trợ lương intern á, thì may ra mình chắc hồi vốn hoặc lấy được một chút xíu tiền, nhưng mà nó không đáng vào đâu hết. Nhưng cái quý giá nhất mình học được á, đó chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm và mình được va chạm với những cái project thực tế. Mình lúc mà mình xong á, thì mình có một cái chức vụ nào đó nhất định ở cái công ty này, thì người ta cũng biết ô, người này đã trải qua cái giai đoạn đi làm việc thực tế một khoảng thời gian rồi, thì người ta sẽ đánh giá cao hơn về cái năng lực của mình so với cái việc là tôi chưa có gì hết. Đấy, thì thường á, là mình hay bị sợ, đặc biệt là lúc mà còn trẻ. Thật ra thì anh có một cái chia sẻ như thế này, nó khá là vui thôi. Anh nghĩ là mình có thì mình mới sợ, mình không có mà sợ cái gì. Nó một cái câu vui thôi, nhưng mà đấy, anh nghĩ là nếu mà mình không có thì mình cứ cố gắng hết sức thôi. Mình đâu có gì để mất đâu. Mình cố gắng hết sức đấy. Rồi thì đó là anh nghĩ, nếu mà anh chia sẻ như vậy thì chắc mọi người cũng có liên hệ được tới cái networking mà trước đó anh có đề cập. Đấy, thì mình cần có cái networking, và cái mình tìm kiếm là cơ hội. Thì anh nghĩ là một cái, anh tạm gọi là ví dụ như mình một cái thành công đi. Thành công á, thì nó là cái bài toán giữa talent cộng với một chút may mắn là luck. Và một cái sự gọi là siêu thành công á, thì nó là more talent và more luck. Kiểu vậy. Ban đầu á, mình biết được là cái năng lực mình tới đây, tạm hiểu là mình có một chút talent, mình cần một chút may mắn nữa. Và cái may mắn thì nó sẽ không ngẫu nhiên xuất hiện nếu mà mình ở không, mình không có chủ động. Thì mình sẽ phải tạo ra cái may mắn đó bằng cái networking của mình. May mắn đến với người có cố gắng. Thật ra thì có một số bạn khi đi học thì các bạn đã trang bị được về cái tâm thế bước ra trường, bước ra khỏi môi trường học tập, xong rồi các bạn đi làm nó sẽ như thế nào. Nhưng một số bạn sẽ không có chuẩn bị được cái tâm thế đó. Giống như hồi nãy anh có nhắc đến việc là các bạn sẽ rất là năng lượng, rất là nhiệt huyết, nhưng mà cái năng lượng nhiệt huyết đó các bạn lại không phân bổ được đúng chỗ. Ví dụ như là chỉ là khi mà đi học á, thì thường là những cái short term, những cái project nó ngắn thôi. Nhưng mà khi đi làm á, cần các bạn càng dày trải năng lượng nó dài hơn, càng nó một sự ổn định hơn. Thì khi mà anh có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đi làm á, thì anh có cái nhận định nào về việc mà giúp đỡ các bạn trong việc mà phân bổ cái năng lượng cũng như năng lực của mình trao dồi liên tục trong quá trình làm việc đó không? Đầu tiên á, là anh nghĩ phải thử. Lúc mà mình đi học á, thì mình được học qua môn này, mình được học qua môn kia. Nhưng mà mọi người phải kiếm một cái môi trường nào đó cho mọi người có thể học được nhiều môn. Mọi người thử được nhiều cái. Thì đến lúc đó á, mọi người sẽ... Anh thích một cái của DS là cho thử hết, sau đó cho chọn. Ok, mình muốn đi theo hướng nào. Tuy nhiên á, là mọi người cũng đừng có lo. Mọi người cứ chọn một cái hướng mà mọi người nghĩ là mọi người đang làm tốt, hoặc là mọi người có một chút thích đi, đừng có lo. Mình vào, mình làm, sau đó mình thử một khoảng thời gian, mình thử một năm, mình thử hai năm. Tại vì mọi người lúc này còn quá nhiều thời gian mà, vẫn còn trẻ để trải nghiệm nhiều thứ. Thì lúc mà vào công ty á, nếu mà mọi người gặp được cái môi trường nào mà nó cho phép mọi người làm nhiều lĩnh vực á, thì vậy cũng thú vị. Mọi người có thể thử thêm để biết được thực sự mình thích cái nào. Sau một thời gian mình thử nghiệm rồi á, thì mình có thể tự quyết định xem là mình đi theo cái ngành nghề nào. Nhưng mà cái bước đầu tiên là phải thử trước đã. Anh thì anh không có một cái lời khuyên cụ thể là mấy bạn làm theo cái này thì nó sẽ đúng luôn. Không. Cái lời khuyên duy nhất của anh đó chính là phải thử. Mình muốn biết cái gì thì mình phải thử cái đó. Nếu mà mình nghe nói là như lương UI UX cao, ok, mình thử apply UI UX và mình thử nêu lương coi nó có cao như vậy không. Thử thôi, đâu có sao đâu.
Còn về cái việc mà mình phát triển và mình làm á, lúc mà mình đi phân bổ những cái năng lượng của mình á, thì ok, nó lại là theo cái việc là em thích cái nào hoặc là em làm giỏi cái nào. Đôi khi nha, mình sẽ có một cái hiểu lầm là cái mình thích là cái gọi là mình, cái mình làm giỏi là cái mình thích, tại vì nhiều người khen mình quá, nhiều người khen mình quá, xong mình nghĩ là cái mình làm giỏi là cái mình thích. Nhưng mà sau một thời gian mình phát hiện ra, ô, mình không thích cái này, mình chỉ đang làm giỏi nó thôi. Xong người ta khen mình thích cái lời khen của người ta, thì phải nhận diện đúng được, phải hiểu, tự hiểu rõ bản thân mình, nhận diện đúng là cái này là cái mình thích hay là cái mình làm giỏi. Và khi mà mình biết được nó là thích hay làm giỏi á, thì mình cũng phải coi là nó kiếm ra tiền hay không nữa. Ví dụ vậy, thì nếu mà anh biết là có nhiều cái anh làm giỏi nhưng mà nó không giúp anh kiếm được tiền, thì nó chỉ nằm ở cái sở thích thôi. Đấy, nó cũng tùy cái. Có thể nói là một cái bạn designer tốt có thể là một người đảm bảo được những cái tiêu chí là bạn có thể làm ra một cái sản phẩm có tính thẩm mỹ, một người có thể đứng nhìn ở góc độ cho doanh nghiệp kiểu như business thinker, và một người có thể giải quyết vấn đề, thì đó mới làm có thể làm được một bạn designer có thể đi đường dài được. Và cái việc phân bổ cái năng lượng của các bạn trong quá trình làm việc á, nó cũng dựa vào việc các bạn xác định được là cái sở thích và cái thế mạnh của mình á, nó có phù hợp cho cái nơi mà mình làm việc hay không. Đó rồi. Thì như vậy thì cả hai nó win-win, thì đó là chính là cái lúc mà các bạn có thể đi đường dài được. Theo em hiểu cái câu trả lời của anh nói, nó sẽ là như vậy. Đúng rồi. Có một cái anh cần bổ sung đó chính là mình nên có nhiều góc nhìn khác nhau. Mình nên có nhiều góc nhìn khác nhau. Thật ra là cái em vừa mô tả nó là cái muốn nói đấy. Nhưng mà anh chỉ bổ sung thêm là mình có nhiều góc nhìn khác nhau thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì đôi khi mình sẽ bị quá chú ý vào một thứ, và từ đó nó làm cho mình không có đổi góc nhìn, khiến cho cái mindset của mình á, nó gọi là nó bị cố định luôn, mình không có tiến lên được. Anh ví dụ nè, ví dụ giờ em có cái cây bút này, anh cho một cái đề bài là em làm sao cho cái cây bút này nó ngắn đi nhưng mà em không được bẻ, cho nó nằm ngang xuống. Ok, thì lúc này nếu mà anh, thì nếu mà nó nằm ngang thì nó cũng vẫn vậy mà. Tuy nhiên á, là anh có một cái cách như thế này, là em đem nó so với một cái cây bút khác. Thì cái cây bút này nó tự động nó ngắn đi, đúng không? Thì đây là khi mình đổi góc nhìn. Thì doanh nghiệp hay là bất kỳ một công ty nào á, nó cũng sẽ có những cái bài toán tương tự như vậy, và có thể cái cách nhận diện nó khác nhau thôi. Giống như là có một cái trò đùa mà ở bên Graphic Design hay có, giống như là chỉ làm cho cái logo nó to hơn á, thì đôi khi không phải là cái logo nó to hơn là được, mà những cái thứ kia có thể đi lại nhỏ đi, thì nó lại giải quyết được cái vấn đề logo to hơn, kiểu vậy. Đấy, thì là một người designer sẽ phải có một cái khả năng và thay đổi nhiều góc nhìn khác nhau. Và designer nó không cần phải cố định là graphic design hay web design hay là cái gì đó. Em cũng có thể tự design cuộc sống cho mình, thì em cũng được tính là một designer. Ứng dụng của thiết kế đồ họa nó sẽ nằm trong mọi thứ trong cuộc sống của mình, chứ không có tồn tại riêng rẽ đâu hết. Khi mà mình làm việc hoặc khi mà mình học tập á, thì em thấy mọi các bạn học viên luôn được khuyên là build bọt sớm lên, kiểu gì cũng phải có một cái bọt, mà lúc đầu cũng không có cần quan tâm là nó như thế nào đâu, tại vì cái bọt là cái thứ mà cái portfolio là cái thứ mà các bạn sẽ cập nhật hoài theo thời gian. Trình càng lên thì bọt nó càng xịn, thì lúc đó sẽ có nhiều cơ hội. Thì đối với anh á, thì cái việc mà các bạn build một cái portfolio trong quá trình học tập á, nó nên diễn ra như thế nào? Có cần đến lúc mà các bạn kiểu đã có kiến thức hoàn chỉnh để làm một cái project hay chưa, hay là kiểu mình học được tầm tới một hai học kỳ đầu là đã nên có một cái portfolio cho mình rồi? Theo anh thì vừa học xong môn nào view portfolio môn đó luôn. Có thể là cái góc nhìn của anh nó sẽ khác với những giảng viên khác, những cái người đào tạo khác nha. Nhưng mà theo anh thì là như vậy. Mình học xong môn nào thì mình build môn đó luôn, có nghĩa là mình sẽ thực hiện cái mình vừa mới học á. Cái hình thức học này nó gọi là project based. Mình sẽ làm cái dự án luôn, thì đừng có quan trọng là nó chất lượng hay không. Tại vì cái mà mọi người cần bây giờ, cái ưu tiên của mọi người đó là về số lượng chứ không phải là chất lượng. Tại vì mọi người cứ tưởng tượng nha, mọi người build 10 cái ra đi, mọi người build 10 cái ra, thì trong đó kiểu gì mọi người cũng sẽ biết được một hai cái, hoặc có khi không biết được cái nào thì mình lại làm thêm 10 cái tiếp, kiểu gì mình sẽ biết ra được một hai cái, đúng không? Thì đây là cái cách mà anh thấy làm việc của những cái người sáng tạo âm nhạc á. Họ thu cả trăm bản demo khác nhau nhưng mà sau đó chỉ có một vài bản là hit thôi. Thì cái cách làm của họ vẫn là theo kiểu mình sẽ bắt đầu mình làm luôn, mình cứ bắt đầu sáng tay áo lên mình làm luôn. Anh rất là bất ngờ khi mà hồi trước
có mấy đợt anh đào tạo sinh viên á, thì có mấy bạn là học tới gần cuối rồi anh hỏi có một portfolio chưa, các bạn vẫn kêu trời quá trễ, tại vì em biết là trên cái chặng đường mà em học á, em sẽ không bao giờ biết được cơ hội nó tới với mình lúc nào đâu. Nếu mà mình không có sự chuẩn bị á, thì nó rất là dễ khiến cho cái chặng đường của mình nó trở nên khó khăn hơn. Giả sử như có người này giới thiệu anh làm design, có người kia giới thiệu làm design, xong khách hàng contact anh, khách hàng hỏi bạn có thể gửi portfolio cho anh hay không. Lúc đó anh mới mail thì quá trễ rồi, không có ai mà ngồi chờ, kể cả em có mail nhanh lắm đi chăng nữa thì em cũng phải mất một tuần thì em mới mail xong cái portfolio cho nó hoàn chỉnh. Hoặc là em có thể mail nhanh một cái portfolio nhưng mà đồng thời khách hàng sẽ ấn tượng với cái portfolio đó của em luôn, và người ta sẽ nghĩ cái người này chỉ biết design tới đây thôi, kiểu vậy. Nên là mình có sự chuẩn bị. Phải có sự chuẩn bị. Và cái portfolio có thể gọi là cái sự chuẩn bị hữu hình chứ cũng học nhà thiết kế. Nếu học sinh của anh, nếu mà học với anh đó, là em biết ví dụ như để thực hiện cái môn cuối cùng đó, cái môn portfolio review đó, thì mấy bạn chỉ riêng cái việc viết đề bài thôi, mấy bạn có thể phải viết trước 2 tháng để mà chọn ra một cái đề bài sao cho nó phù hợp, và feedback đi feedback lại có thể là khoảng 1-2 tuần thì mới chỉ xong cái đề bài thôi. Đấy, rồi chưa kể là còn làm portfolio các thứ nữa thì nó nhiều thứ lắm. Đề bài đây là cái chủ đề các bạn chọn đúng không? Đúng rồi, chủ đề các tại bạn... vì anh thấy kiểu ok cái chủ đề này quá nhiều người làm rồi, hay là cái chủ đề này nó khá xáo rỗng, hay là chủ đề này nó không giải quyết được vấn đề cho ai, kiểu mấy cái chủ đề kiểu vậy thì anh sẽ không có chọn. Ví dụ giống như có một cái em rất là thích làm nhưng mà cái đó nó rất nhiều người làm rồi thì em làm gì nữa kiểu vậy. Hoặc là cái giải pháp của em nó phải cực kỳ sáng tạo kiểu vậy thì em mới nên làm. Còn nếu như mà ok giải pháp của em là những thứ người ta đã làm trước đây rồi thì đâu có ý nghĩa gì đâu, kiểu có một số cái mà nó hơi cá nhân, nó không có tính cộng đồng nó thì anh cũng sẽ không ok. Kiểu cái design của mình làm ra nó phải phục vụ được cho người khác, cho cộng đồng. Nếu mà chỉ giải quyết được vấn đề cho số ít thôi á thì anh cũng sẽ không chọn. Không chỉ đẹp mà phải có tính ứng dụng. Đúng rồi, cái tính ứng dụng là cái ưu tiên hàng đầu của anh. Ngoài ra thì trong cái lúc mà mình trò chuyện thì mình cũng thấy là học thiết kế không có đơn giản, có rất là nhiều thứ mình phải học. Thì có một số bạn chuyển ngành tại vì bạn cũng có kinh nghiệm đi làm rồi, bạn có thời gian tốn trong những cái lĩnh vực khác rồi, thì các bạn thường sẽ chọn những cái gì đó học nhanh vì các bạn sẽ nghĩ là giống như một cái cách để các bạn biện một lời biện minh nho nhỏ là tôi không có nhiều thời gian, tôi cũng không có tài chính nên tôi đi học chuyển ngành qua học lại thiết kế nữa. Thì theo anh thì đó có phải là một cái cớ hợp lý hay không? Tại vì thực ra thì cũng có rất nhiều cách để học thiết kế chứ cũng không phải là chỉ có việc là mình phải tốn nhiều tiền hay là tốn nhiều thời gian. Thì anh nghĩ như thế nào về cái vấn đề này của các bạn chuyển ngành? Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Rồi. Một câu kinh điển đúng không? Đúng đó rồi. Là cái quan điểm của anh. Khi mà mấy bạn muốn làm cái gì rồi á thì nó chỉ là vấn đề mấy bạn làm nó như thế nào thôi. Nếu mà mấy bạn có được một cái lý do vững chắc là tại sao tôi phải làm thì mấy bạn sẽ kiếm cách để mấy bạn làm. Ở trên đời này chỉ có một số việc nhất định mà em phải làm, ví dụ giống như là việc thở hay là cái việc mà kiểu sau này các em có thể già và em chết đi, đó là những cái việc mà em phải làm, còn lại đều là sự lựa chọn hết. Chứ nó không có cái chuyện gì mà mình không làm được hết á. Nên là anh thấy theo cái quan điểm của anh á là mình có kỷ luật hay mình có thật sự quyết tâm mình làm nó hay không thôi. Anh nghĩ là những cái người mà kiểu vĩ nhân hay gì đấy thì chắc họ cũng không tưởng tượng là họ làm được những cái việc nó kinh khủng mà nó có thể thay đổi thế giới đâu. Nhưng mà bởi vì trên cái chặng đường họ đi á, họ muốn làm cái nhỏ rồi sau đó muốn làm cái lớn hơn, rồi muốn làm cái lớn hơn, cái làm cứ càng ngày càng lớn, và cuối cùng họ làm ra những cái việc mà kiểu người ta wow. Chứ anh cũng không nghĩ là những người đó họ suy nghĩ gì sâu xa lắm đâu. Nên anh nghĩ là ok, mình cứ bắt đầu đi. Bây giờ mấy bạn nói là mấy bạn không có tiền đi học, nhưng mà mấy bạn có hoàn toàn có thể xài YouTube mà. Mấy bạn hoàn toàn có thể theo dõi những cái kênh dạy học để mấy bạn học, đúng không? Nhưng mà mấy bạn nói tôi không có tiền đi học cho nên tôi không học, và tôi cũng không có tự học luôn. Thì nó không có make sense, nó không có hợp lý. Đấy, thì anh thấy như vậy. Trường hợp của anh thì anh đã gặp rất là nhiều những cái case khác nhau. Mấy bạn thật sự là lúc mà đi học mấy bạn cũng khá khó khăn về mặt tài chính, kiểu chỉ vừa đủ thôi. Nhưng mà anh biết được với bạn nó rất là quyết tâm. Có những bạn là để dành tiền mấy năm trời đi làm kiểu mấy bạn đi làm mà cà phê này nọ kia, xong mấy bạn để dành tiền mấy năm trời để mấy bạn đi học. Thì lúc mà mấy bạn đi học nó là em đã được đi học rồi, em để dành tiền mấy năm thì cuối cùng được đi học rồi, kiểu vậy.
Đấy thì anh cũng vui cho mấy bạn, bởi vì lúc mà mấy bạn đi học và mấy bạn đã đi làm và mấy bạn kiếm được thu nhập từ những cái mấy bạn vừa mới học thì đó là cái anh rất là vui, cho nên là anh nghĩ kiểu mình muốn thì mình làm thôi. Đó là lời khuyên cho các bạn muốn chuyển ngành sang graphic sáng design, tạo lên làm sáng đi. tạo lên làm. Okay. Tại vì thực ra nghe podcast cũng là một cách để các bạn học, nó cũng không có tốn chi phí nhiều, kiểu như anh có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thì những kinh nghiệm của anh sẽ được đúc kết gói gọn trong tầm bao nhiêu đó phút podcast, thì đó cũng là một cách học cho các bạn hiệu quả để các bạn có thể hiểu hơn về ngành graphic design. Nhưng mà có một số bạn là kiểu đã muốn chuyển ngành từ lúc mấy bạn 25 tuổi, nhưng mà mãi cho đến năm 28, 30 tuổi các bạn mới thực sự chuyển ngành, vì các bạn thấy là ở lúc đó tôi mới có đủ tài chính. Thì anh có nghĩ là việc chuyển ngành khi mà đủ tài chính là một cái quyết định đúng không, hay là nên chuyển ngành càng sớm càng tốt để các bạn có thể học, có nhiều thời gian học nhiều hơn? Theo cái kinh nghiệm của anh ha, thì nó không có cái thời điểm nào nó là đúng tuyệt đối nếu mà so với cả cuộc đời của mình hết. Cái thời điểm đúng tuyệt đối đó là thời điểm mình quyết định mình làm cái đó. Tại vì mọi biết là anh, nói chung là 25 tuổi với anh, đó là anh hiểu cái mà em nói nó là một con số tham khảo, nhưng mà anh nghĩ là cái thời điểm mà mình quyết định mình làm cái điều đó nó chính là thời điểm hợp lý. Đó là cái thời điểm hợp lý. Tuy nhiên là anh nghĩ là để mà, đương nhiên là tại vì cái tình hình tài chính của mỗi người mỗi khác nhau, nhưng mà cuộc sống của mình mà không có một chút xíu cược thì nó không vui lắm. Nên anh thấy là ok, nếu mà mình thích á thì là sau đó mình kiếm cách mình xử lý nó. Đương nhiên là again là anh lại nói cái tình hình tài chính của mỗi người mỗi khác nhau, nên anh rất là khó để mà có thể nói cho tất cả mọi người được. Nhưng mà thật sự là nếu mà mình đã thích nó lắm rồi đó thì hãy thực hiện nó càng nhanh càng tốt. Còn về những cái lăng tăng như độ tuổi này nọ kia, mọi người đừng có lo mấy đó. Cái đó là cái tại sao mọi người biết mọi người thích nó, mọi người không làm mà mọi người lại đi lo, đúng không? Mấy cái đó là nỗi sợ phụ và thôi. Nỗi sợ vô hình thôi. Cái quan trọng là mình phải bắt đầu đã. Thì lúc đó có nhiều khi mình sẽ đối diện với những nỗi sợ khác. Đúng rồi. Trời, em biết chứ là chia sẻ mọi người chút xí là anh ngoài cái việc mà đi dạy ra đấy thì anh là vận động viên bán chuyên ha. Không chuyên á, của ba môn phối hợp. Thì mọi người biết á, là để mà thực hiện được ba môn phối hợp á thì nó khủng khiếp lắm. Nó rất là, cái việc mà sức bền để là rất là khủng khiếp. Nhưng mà anh lại thấy có một cái rất là buồn cười, đó là khi mà anh đi thi ba môn phối hợp á thì đa số á, mấy cái người anh thấy là mấy chú rất là già, kiểu ba mấy 40 tuổi trở lên á, đi thi quá trời luôn, họ vẫn thực hiện được và họ vẫn làm được những thứ mà đáng ra cái môn này sẽ là môn mà kiểu người trẻ làm nhiều hơn. Nhưng mà anh lại thấy wow, những chú này quá khỏe đi. Mấy chú đã có một cái thời gian tích lũy kinh nghiệm, tích lũy trải nghiệm, tập luyện nó rất là lâu rồi. Thì tới lúc mà mấy chú đi thi á, mấy chú kiểu sổ ra hết tất cả những cái gì mà mình đã làm. Thì anh thấy những cái mà về mặt thể chất này nọ kia, mình là tuổi trẻ, mình có cái lợi thế như vậy á, mà nhiều khi mình còn không bằng mấy chú nữa, thì tại sao cái việc kiểu mình đi học á, mình mới có tới cái mức này mức kia thôi mà mình phải lo? Thì cái mà anh nhắc đến cái việc mà các chú có kinh nghiệm hơn á, thì maybe nó cũng sẽ là lợi thế của người chuyển ngành đó. Khi mà các bạn có tầm một vài năm làm việc ở một cái lĩnh vực khác thì sẽ có những cái lợi thế khi các bạn bước vào lĩnh vực graphic design. Nhưng mà sẽ có một cái khó khăn là lợi thế của các bạn là ở những lĩnh vực khác. Ví dụ hồi đó tôi teamwork tốt, nhưng mà tôi teamwork tốt ở lĩnh vực tài chính marketing chứ không phải là lĩnh vực graphic design. Thì cái tâm thế của một người chuyển ngành khi bước vào ngành á thì nên là một cái tâm thế như thế nào? Kiểu tâm thế fresh hoàn toàn, hay là lúc nào cũng cố gắng tận dụng những cái lợi thế của mình để có được một cái lộ trình phát triển tốt cho cái lĩnh vực graphic design? Thì anh nghĩ hãy biết mình mạnh ở đâu và yếu ở đâu. Anh ví dụ như em lấy cái ví dụ là giả sử như là một người sales hay là một người làm về tài chính đi. Thì anh đoán thôi nha, anh đoán theo cái định kiến của anh là những người đó thì sẽ giỏi về thuyết trình, thuyết phục khách hàng, hiểu tâm lý khách hàng, nắm tâm lý khách hàng. Thì khi mà áp dụng vào design á, cái mà mấy bạn cần học á, đó là thể hiện ra những cái ý tưởng của mình theo ý khách hàng một cách đúng nhất. Thì những cái bạn mà chưa có cái lợi thế đó có thể sẽ phải học cái ngược lại. Tại vì em biết á, là người ta hay nói đùa một cái câu là đừng có đánh giá một cái cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó. Ví dụ giống như cái kiểu cuốn sách này đi, đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó. Nhưng mọi người thành thật đi, nếu mà cái bì không đẹp thì mọi người có mua không? Không, đúng không? Kiểu vậy. Có mấy cái cuốn sách nó rất là hay, nhưng mà vì sao quá anh cũng có hay anh còn
chả muốn đọc, chứ đừng có nói là mua. Và mọi người có đồng ý là có rất là nhiều khi mình mua sách chỉ bởi vì nó đẹp không, kiểu vậy. Thì anh nghĩ đó là những cái lợi thế, và mình nên biết là mình mạnh ở đâu, mình yếu ở đâu. Thì với một cái người tài chính hay một cái người sales hay là gì đó, họ có một cái lợi thế nhất định và mình biết ok đây là điểm mạnh của mình. Vậy để mình thành công trong ngành này, có thể là mình sẽ sử dụng những mình sẽ cần training thêm những cái kỹ năng khác. Giống như anh trước đó anh có đào tạo một bạn là trước đó giáo viên dạy tiếng Anh. Cái lợi thế của bạn là đọc đọc của mình rất nhanh, kiểu đọc đọc của mình bằng tiếng Anh đó, kiểu đọc luôn. Người ta mới bắt đầu đọc chưa xong trang một nữa, bạn đọc tới trang thứ mấy rồi. Như anh nói là cái việc mà biết được thế mạnh của mình ở đâu đó, nó rất là tốt luôn. Mọi người có thể là mọi người design tốt nhưng mọi người không bán được sản phẩm, mọi người sẽ thấy có một cái sự thật rất đau lòng như thế này: trình độ thiết kế của mình hơn người kia nhưng mà thu nhập của mình không bằng người kia. Đó là một cái thước đo rất là dễ dàng, như mình thấy là mỗi người sẽ có một cái thế mạnh khác nhau. Có người sẽ thế mạnh về thiết kế, có người sẽ thế mạnh về thể hiện ý tưởng, có người sẽ thế mạnh về cái này cái kia đấy. Nên mình cần hiểu rõ là cái thế mạnh của mình. Và đối với những người chuyển ngành đó, họ đã tích lũy một số những cái năm kinh nghiệm đi làm rồi. Nếu mà anh nói giả sử như mọi người cũng không có thế mạnh về sales, về này nọ kia luôn, thì ít nhất là mọi người đã có một cái khoảng thời gian mọi người tiếp xúc với cái môi trường làm việc công sở, và mọi người hiểu được cái cách vận hành của doanh nghiệp rồi. Nó đã là những cái thế mạnh nhất định rồi đấy. Cho nên là anh thấy về cái việc mà vấn đề là trước đó mình làm cái gì nó không quan trọng, mà cái việc là mình hiểu mình có thể làm cái gì. Vậy là lại thêm một cái lưu ý cho các bạn trong quá trình các bạn học á, là phải biết xác định thế mạnh của mình. Và đôi khi cũng phải biết là cách trau dồi thêm cái kỹ năng mềm của mình nữa. Vì cái kỹ năng mềm ví dụ như là thuyết trình hay là giao tiếp, khi mà mình làm việc, khi mà mình học tập á, nó sẽ không có thể hiện được, không được đánh giá qua điểm số nhiều đâu. Nhưng mà khi mà mình bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp thì cái đó có thể được đo đếm bằng cái cách mà mình thăng tiến, cái thời gian lộ trình thăng tiến của mình trong công việc. Thì nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Thì nói nhiều về cái quá trình mà các bạn đã còn đang học rồi, ví dụ quá trình của người đang học tại trung tâm đã kết thúc rồi đi, đào tạo sau khi mà đã đào tạo tại một cái nơi về thiết kế đồ họa đã kết thúc rồi đi, thì các bạn bước ra cái môi trường làm việc thực tế. Khoảng từ những cái năm đầu á, thì có một số người nói là mình làm việc ở trong phòng creative không thì không có phát triển được nhiều lắm đâu, hãy kiếm cái cơ hội mà để làm việc và trao đổi với khách hàng á, thì đó mới là cái cách giúp các bạn boost cái quá trình với bạn phát triển nhanh nhất có thể. Thì anh nghĩ như thế nào về cái suy nghĩ này của một số người? Anh nghĩ cái suy nghĩ đó chắc nó có thể đúng với một bộ phận nhất định. Bởi vì khi mà anh đi làm á, thì anh thấy có một số nhóm nó nổi cộm như thế này. Một á, sẽ là cái nhóm thích làm ở agency, môi trường kiểu được tiếp xúc với nhiều người, và chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào thiết kế thôi. Bởi vì mình học thiết kế, mình đam mê thiết kế, mình tập trung vào thiết kế, mình không có muốn là làm việc với khách hàng, mình không có muốn deal này nọ kia, kiểu vậy. Mình muốn tập trung vào thiết kế của mình. Cái người bán ý tưởng, người giúp mình làm những điều đó sẽ có thể là một người khác, có thể là creative director hoặc là account này nọ kia. Còn có một bộ số bộ phận sẽ thích là mình muốn là mình làm việc với khách hàng, mình muốn kiếm thêm thu nhập theo kiểu tự do của mình tự lo tài chính, mình tự làm tất cả luôn, sẽ đi theo cái hướng làm freelancer đấy. Thì ở cái hướng freelancer thì mọi người sẽ phải làm những cái việc như kiểu deal với khách hàng, làm việc với khách hàng các thứ. Nhưng mọi người hãy cố gắng là đừng có định kiến là mọi người hay định kiến là kiểu freelancer là một công việc tự do này nọ kia. Và cái công việc làm ví dụ như agency hay văn phòng này nọ kia, nó là một công việc cố định. Thì mọi người cố gắng đừng có định kiến, mà hãy hiểu rõ cái mong muốn của mình. Ví dụ giống như những cái bạn mà chỉ muốn tập trung vào design thôi, không có muốn làm những cái như hợp đồng, giấy tờ và deal với khách hàng và thuyết phục khách hàng bán ý tưởng các thứ á, thì cái công việc freelancer có thể là làm các bạn mất rất nhiều năng lượng luôn, và nó cũng sẽ không tự do như các bạn nghĩ. Tài chính nó sẽ không ổn định, bởi vì có tháng có, tháng không. Nếu mà mấy bạn làm tới cái tệp lớn lên rồi đó, thì lúc này gần như mấy bạn là một cái studio hay một cái startup nhỏ nhỏ, mấy bạn cần có thêm người phụ, mấy bạn cũng mới có thể làm được. Đấy, thì lúc đó nó lại là theo một cái, nó lại chuyển theo một cái hướng khác rồi, nó không còn là kiểu freelancer nữa. Đấy, nhưng mà freelancer thì nó sống trong cái môi trường như vậy. Liệu các bạn có chấp nhận như vậy được hay không? Hay là mấy bạn muốn có một nguồn tài chính ổn định và muốn là mình tập trung vào thiết kế thôi, thì mình sẽ chọn cái hướng khác. Tương tự, mình sẽ có kiểu môi trường in-house thì mình sẽ làm việc với nhiều phòng ban. Đối với một số bạn, làm việc với nhiều phòng ban giúp các bạn có nhiều năng lượng hơn, bởi vì mình vui vẻ, mình có tiếp xúc với nhiều người. Nhưng đối với một số bạn sẽ cảm thấy là mình bị mất năng lượng khi mà tiếp xúc với quá nhiều người.
Thì cái cốt lõi ở đây đó chính là hiểu mình. Cái mình muốn là gì, mình hiểu mình. Mình hiểu mình đấy. Thì đấy, cho nên anh thấy là cái việc mà mình muốn làm như thế nào, mình muốn bán ý tưởng hay là mình muốn tập trung vào thiết kế thì nó tùy thuộc vào cái bản thân mình đó. Một á, là nó sẽ có hai cái, nó sẽ có hai cái hướng đi. Một á, là sau khi mình hiểu mình rồi, mình thấy ok mình nên như vậy thì hơn, thì mình cứ giữ như vậy thôi, mình tập trung vào cái mình muốn. Hai á, là ok mình muốn phát triển thành cái hướng này, mình phải học thêm skill này, mình phải học thêm skill kia để mà mình có thể kiểu biến thành con người này, thì nó lại là một cái hướng khác nữa. Nên là đấy, mình cuối cùng vẫn phải là quay về cái hướng là ok sau này mình muốn mình như thế nào, kiểu vậy. Mình muốn mình sẽ vẫn như vậy, mình giữ được tính cách của mình, hay là mình sẽ biến thành một kiểu khác. Nó sẽ theo cái quyết định của mình. Anh, lúc mà anh nói về việc là biến thành một người như thế này á, thì có rất là nhiều bạn khi còn đi học, mấy bạn lại muốn mấy bạn có một idol và mấy bạn muốn trở thành cái người idol đó. Hoặc là các bạn sẽ thấy là rất là nhiều cái thiết kế đẹp và các bạn bắt đầu copycat, sử dụng copycat như một cái phương pháp các bạn học tập. Thì trong cái lúc mà cái quá trình lộ trình phát triển nghề đối với nghề nghiệp của anh á, thì anh nghĩ là cái việc mà có một người idol trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và cố gắng biến mình trở thành người đó, và việc học theo những cái thiết kế có sẵn, nó có phải là một cái phương pháp học tập tốt cho các bạn hay không? Và các bạn nên có lưu ý gì trong cái vấn đề này để không phải là kiểu trở thành một người quá giống với người idol của mình? Anh nghĩ đó cũng là một phương pháp tốt theo anh. Thì anh nghĩ như thế này, có một số khía cạnh đạo đức mình sẽ không có đi qua. Ví dụ như mình copy, nhưng mà mình sẽ chỉ dừng lại ở cái việc là mình học thôi. Mình đừng có đem cái sản phẩm copy của mình đi show ra ngoài để cho người này thấy là ok cái này tôi làm, cái kia tôi làm. Tại cái đó nó anh nghĩ là nó vi phạm nghiêm trọng về mặt đạo đức. Thì mình không nên đi qua cái ranh giới đó, mình nên có một cái ranh giới nhất định, đâu là copy, đâu là học hỏi và đâu là làm việc. Đó, cái đó là cái mà anh rất là đau đầu khi mà phải nói với bạn là ok, cái mà em đang làm nó là copy chứ nó không phải là sáng tạo. Đấy, thì rồi còn về cái việc mà follow idol thì anh nghĩ là ai cũng cần có một cái idol, nó giống như một ngọn hải đăng vậy đó, để mình biết là ok, mình đang đi về nơi có ánh sáng chứ mình không có đi ra biển sâu, kiểu vậy. Thì có một cái câu của một người designer nổi tiếng, cái ông này tới khoảng 50, 60 tuổi thì mới bắt đầu nổi tiếng, và là ông này là cha đẻ của Iba đấy, Iba Adidas, là Shoji Yamamoto, là một người designer. Thì ông này cũng có một cái câu rất đơn giản thôi: copy, 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 copy and then create. Nghĩa là ở cái cuối cùng của copy sẽ là sự sáng tạo, nó sẽ là một cái sự tạo mới. Thì cái việc mình copy nó giống như kiểu, nếu mà theo giải thích theo kiểu máy tính đó, đó là input. Mình input thiệt là nhiều vào, và sau đó mình có thể output ra. Và sau nhiều lần mình output ra, sẽ có một lúc nào đó những cái output của mình đó, nó chạm vào một điểm, nó đi theo cùng một đường. Thì khi đó mình tạo ra được cái style của mình. Tính ra thì cách vận hành của cái việc học của mình á, cũng giống như cái machine learning, kiểu AI nó cũng học theo kiểu đó. Nhưng mà cái output của mình ra thì có thể nó sẽ tạo ra một cái lợi thế nhất định so với cách mà AI nó vận hành. Thì đó maybe cũng sẽ là nên là cái hướng mà các bạn nên suy nghĩ nhiều về khi mà phát triển trong tương lai. Đặc biệt là trong cái quá trình học tập của các bạn. Đúng. Nên có sự sáng tạo, nên có bỏ đâu đó một chút cái tôi cá nhân, một cái màu sắc cá nhân vào. Có một số người nói là màu sắc cá nhân hoặc là phong cách cá nhân là lời nguyền của designer. Các bạn không cần phải tìm kiếm cái đó. Nó sẽ đến với bạn vào một cái giai đoạn nào đó trong cái quá trình các bạn làm việc hoặc và học tập. Thì theo anh nghĩ thế nào về cái nhận định này? Anh nghĩ là đúng. Đúng. Mấy bạn cũng không cần phải quá nghiêm trọng về cái việc là tìm ra cái phong cách cá nhân. Đầu tiên anh sẽ nói về cái mặt cảm xúc. Thứ hai anh sẽ nói về mặt tài chính. Đầu tiên là về mặt cảm xúc á, thì con người của mình á, sẽ trải qua nhiều cái giai đoạn khác nhau, và cái trải nghiệm của mình nó có thể sẽ làm thay đổi con người của mình nữa. Cho nên về cái việc mà mình làm ra cái style này, ở lúc này mình có thể thích minimalism đi chẳng hạn, là phong cách tối giản á, nhưng mà sau đó mình có thể thích một cái kiểu, nếu mà mình tiếp xúc với nhạc rock và mình thích nhạc rock, hay là mình thích những cái thứ mà kiểu âm mỹ á, nó có thể nó tự nhiên cái phong cách của mình đang từ minimalism nó biến thành maximalism, mình đâu có biết được. Tại vì lúc mà mình còn trẻ, mình như những tờ giấy trắng vậy đó, mình viết lên rất là nhiều thứ. Thì mà đặc biệt với những người hay trải nghiệm nữa thì sẽ viết lên càng nhiều thứ khác nhau nữa. Cho nên là có thể cái phong cách nó sẽ biến đổi. Và nếu mà mọi người cứ chằn chọc mãi tại sao mình không có phong cách cá nhân, thì thật ra nó đang làm khổ mọi người thôi.
Bởi vì mọi người có đặt ngược cái câu hỏi lại đi, tại sao mình cần phải có phong cách cá nhân? Ừ. Nếu mà mọi người thấy là ok, mình không có thật sự mình trả lời được câu hỏi này á, thì có thể là bạn cũng không cần phong cách cá nhân lắm đâu. Đấy, còn về mặt tài chính ha. Về mặt tài chính thì anh nghĩ là nó không có good lắm, bởi vì mấy bạn có thể hiểu như thế này nè. Bạn là một cái con tắc kè hoa. Khách hàng đưa cho bạn cái brief này, bạn làm được. Đưa cho bạn cái brief kia, bạn làm được. Và mỗi dự án bạn có một cái sự thay đổi nhất định theo cái nhu cầu của khách hàng, hoặc là theo cái sản phẩm mà bạn muốn thiết kế. Thì nó sẽ có cái sự, nó sẽ có cái sự thú vị trong quá trình mình làm nghề, và đồng thời nó sẽ mang lại cho mình nhiều tài chính. Còn ví dụ giống như bạn có một cái phong cách này nhất định đi, giả sử như bạn theo phong cách minimalism đi, nhưng mà khách hàng không thích minimalism các bạn. Khách hàng thích một kiểu futuristic, kiểu tương lai hơn chút xí, hoặc là khách hàng thích kiểu nó điên khùng hơn chút xí, ví dụ vậy. Mấy bạn không match với cái yêu cầu khách hàng thì mấy bạn sẽ là cái người đầu tiên bị loại ra khỏi cái nó gọi là potential list, là những cái list tiềm năng đó. Làm sao để mà mấy bạn trong đầu khách hàng lúc mà mấy bạn làm á, mấy bạn có đủ cái tính linh hoạt, cái tính biến đổi để mà khi mà khách hàng có một cái dự án hay là một cái sản phẩm mới muốn ra mắt á, cái người đầu tiên mà họ nhớ tới, ồ, người này. Bởi vì người này đơn giản là giải quyết được vấn đề cho tôi, chứ không phải là ồ, người này minimalism hay thế này thế kia. Mình là, đó là về mặt tài chính. Anh lại nhắc tới một điểm và em lại cũng muốn mention thêm, đó là về trải nghiệm của một graphic designer. Có phải trải nghiệm là cái sẽ làm nên cái hình ảnh của một graphic designer trong tương lai hay không? Kiểu như người có càng nhiều trải nghiệm thì thiết kế của họ sẽ càng có cái sự thú vị á. Thì theo anh nghĩ đó là có phải là một cái nhận định đúng hay không? Lại nói về nhận định. Theo anh thì là đúng. Theo anh thì là đúng. Anh lại chết một câu. Thì cái câu này của một một designer người Đức. Đây là tiếng Đức cho nên có thể anh sẽ đọc sai, sau đây mọi người nếu anh đọc sai. Thì ông này tên là Tobias Van Snyder. Thì cái ông này cũng có một câu là nếu mà muốn mình làm tốt design thì đừng có học design. Học hội họa, học nặng tượng, học chụp hình hay học nhiều thứ lên thì bạn sẽ trở thành một designer tốt. Đại khái thì anh nghĩ là không phải chỉ riêng cái ngành design không đâu, bất kỳ một cái ngành nào đó liên quan về sáng tạo thì cũng cần phải liên tục nâng cao trải nghiệm của mình. Đó là lý do vì sao mà có những cái workshop hay có những cái này nọ kia, mà đặc biệt là nếu mà nó free thì mọi người lại càng nên tham gia, bởi vì mọi người chỉ mất công đi tới đó, mọi người không mất cái gì hết. Thì mọi người lại càng phải tham gia nhiều để mình tăng nhiều trải nghiệm. Anh nhớ là hồi anh còn là sinh viên á, anh đi nhiều lắm. Anh cứ thấy có, mà hồi xưa thì workshop nó không nhiều như bây giờ, nhưng mà cứ có là anh sẽ đi. Cứ có là anh sẽ đi bất kỳ một cái nào mà anh hơi thích chút xíu rồi thì anh sẽ đi luôn, anh mặc kệ nó là cái gì này nọ kia. Thì đó là những cái lần đầu tiên mà anh nghe được những cái ID của người này, ID của người kia. Ít nhất là nếu mà ở cái workshop đó anh không hiểu về cái đó lắm á, thì anh cũng sẽ hiểu được về cái cách mà người này đang học và phát triển như thế nào, kiểu vậy. Đấy, thì anh học được rất là nhiều thứ luôn. Hồi xưa cái khái niệm mà cái việc mà mình thiết kế mà mình nên đặt cái cảm xúc vào đó cũng là một cái mà anh học được từ workshop. Đấy, và nó cũng là một workshop, anh nhớ hồi đó cũng rẻ lắm, 150-200 ngàn gì đó, mà anh học được một cái bài học mà anh nghĩ chắc trời cái này bao nhiêu tiền cho đủ. Vậy tính ra thì cái việc mà trải nghiệm cái việc nó cũng là một cách học mà mình có thể học từ lúc mà mình còn ở ghế nhà trường, hoặc là sau khi mà mình đã bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, thì nó đều sẽ giúp ích cho một designer trong cái quá trình các bạn phát triển. Học thì ở đây có thể sau cái quá trình mình trò chuyện á, thì em có thể nói lại một vỉ là các bạn có thể học về ngoài các những cái ý liên quan đến công cụ nè, với kiến thức nền tảng về tư duy thiết kế, thì các bạn còn nên học kỹ năng mềm, học cách giao tiếp và xây dựng kết nối đối với cộng đồng nhà thiết kế, và đặc biệt là học cách trải nghiệm. Tại vì không phải là không có lý thuyết nào mà là những cái liên quan đến sách vở nào có thể cho các bạn một cái góc nhìn tốt hơn bằng việc các bạn va vấp với những cái trải nghiệm thực tế bên ngoài. Vì khi mà một số cái quyển sách á, có thể là nó sẽ được viết bằng những cái người mà nó không có phải là thuộc quốc gia một cái thị trường mà các bạn đang phát triển, thì việc mà các bạn cọ sát với những cái vấn đề thực tế nó lại giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái việc mà các bạn adapt với cái môi trường mà các bạn sẽ trở thành một nhà thiết kế trong tương lai. Thì em thêm nghĩ là
có những cái ý như vậy. Thì không biết anh còn có những cái lưu ý nào cho các bạn trong quá trình các bạn học, khi mà còn học ở cái nhà trường, cũng như là học trong một vài năm đầu sau khi các bạn bước vào cái môi trường làm việc chuyên nghiệp em? Ok. Anh nghĩ là lúc mọi người còn trẻ thì hãy hỏi nhiều hơn. Hãy hỏi nhiều hơn. Mọi người đừng có sợ là người ta đánh giá mình lúc mà mình hỏi. Thật ra nếu mà mình không hỏi, về sau nó sẽ thiệt cho mình rất là nhiều. Tại vì cái lúc mà mọi người lên cái vị trí đó, senior này nọ kia rồi á, thì lúc đó sẽ rất là hạn chế cái việc mà mọi người có thể hỏi được những thứ cơ bản. Tại vì lúc đó những cái câu hỏi của mọi người có thể sẽ bị đánh giá nhiều. Cho nên lúc mà mọi người còn trẻ, mà đặc biệt là anh hay dặn học sinh của anh á, anh nói cái này chắc nhà trường không biết có vui không. Em anh hay dặn học sinh của anh á, đã đóng tiền đi học rồi, hỏi đi, hỏi nhiều và có bao nhiêu thì cứ hỏi bấy nhiêu đi. Đóng tiền đi học mà đã đóng tiền đi học mà tại sao lại không hỏi? Đúng. Đấy thì anh hay dặn học sinh của anh như vậy. Anh nói rất là chân thật, bởi vì anh dùng cái ngôn ngữ bình thường để nói với mấy đứa, để cho mấy đứa có thể thoải mái hơn trong cái quá trình mà đi học. Lúc mà mình đặc biệt là một trong những cái sức mạnh của làm intern đó là không sợ sai. Tại vì chắc chắn em sẽ làm sai. Đó là một trong những sức mạnh của làm intern. Nếu mà em vào junior rồi, em sẽ phải có một cái trách nhiệm nhất định với cái mà em làm. Nhưng mà cái lúc làm intern á, thì tức những cái lỗi lầm hay những cái sai của mình á, thì sẽ dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua hơn. Tại vì nếu mà good thì làm senior hay gì rồi, làm intern làm gì nữa, đúng không? Cho nên là hãy hỏi thiệt nhiều vào. Không biết thì hỏi. Kể cả trong quá trình đi học, cả quá trình đi làm intern, đúng rồi, đều là cái câu hỏi các bạn học tập. Anh thì anh không biết là cái podcast này có đăng lên YouTube hay này nọ kia không, nhưng mà nếu như mà giả sử như có đăng lên YouTube á, thì mọi người thắc mắc mọi người cứ hỏi thôi. Không chắc là ở đây sẽ giải quyết cho mọi người, nhưng mà sẽ biết đâu được sẽ có những cái bạn cũng comment hay gì đấy khác giải quyết cái câu hỏi của mọi người. Hãy hỏi nhiều vào. Thực ra cái đó cũng là cái mà anh Huy Tạ anh CEO của DS mong muốn các bạn, và cái đó cũng là mong muốn của anh Đạt Đỗ. Ủa vậy? Anh Đạt là lớn gặp nhau rồi. Đúng rồi, anh Đạt Đỗ là cũng là một cái giảng viên của bên DS. Thì anh cũng trong một cái bài mà em có được dịp phỏng vấn anh Đạt á, thì anh cũng nói là thực ra là môi trường giáo dục là cái môi trường mà các bạn có thể làm công làm điên nhiều nhất, kiểu có thể sáng tạo nhiều nhất. Đôi khi mai mốt mà ra ngoài cái môi trường chuyên nghiệp á, các bạn sẽ ít có cơ hội như vậy. Vì sao? Thì cái nhiệm vụ của giảng viên đôi khi là boost cái sức sáng tạo của các bạn đến cái mức mà các bạn gọi là hết sức có thể, chứ không có phải lý do gì mà phải kìm hãm cái sự sáng tạo hoặc là cái sự tò mò của các bạn về lĩnh vực graphic design hết. Đó. Thì em nghĩ là các bạn lưu ý cái này, đi học là hỏi nhiều vô. Hello Dad, I got you. Ok. Rồi, thì em nghĩ là sau cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì các bạn đâu đó sẽ hiểu được những cái lưu ý mà khi các bạn nên tận dụng trong quá trình mà các bạn xây dựng kiến thức của các bạn ở trường học, hoặc là những cái lưu ý khi các bạn tự học, và khi mà các bạn hoặc là và xa hơn là trong 1-2-3 năm đầu khi các bạn bước vào cái lĩnh vực graphic design chuyên nghiệp, thì các bạn có được một cái sự chuẩn bị tốt nhất trong cái hành trình trở thành nhà thiết kế của bạn. Thì rất cảm ơn Xuân Hương đã dành thời gian để tham gia cái buổi podcast này. Thì thật ra thôi nha, thì cái việc mà các bạn xem podcast cũng là một cái cách để các bạn trau dồi kinh nghiệm. Bởi vì khi mà các bạn có cơ hội được lắng nghe cái sự chia sẻ của một designer có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, cũng là một cách để các bạn đã học về trong cái lĩnh vực thiết kế đồ họa rồi. Thì mình mong là cái podcast này sẽ mang đến cho các bạn những cái góc nhìn mới, những cái góc nhìn cởi mở hơn về cái chặng đường hành trình phát triển của các bạn trong cái lĩnh vực graphic design. Và một lần nữa DS cảm ơn Xuân Hương về sự có mặt của anh tại podcast ngày hôm nay. Mong là sẽ có nhiều cơ hội hơn để lắng nghe anh chia sẻ trong những cái maybe là những cái tập tiếp theo của podcast hay những cái series khác của DS. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn mọi người đã xem podcast, hy vọng giúp ích được gì đó cho mọi người. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở những podcast sau của DS. Chào tạm biệt mọi người.